Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin test thử cho các bạn cái bộ động cơ 125 có 3 số tiến và 1 số lùi. Chi tiết cái bộ video này thì hôm trước mình có giới thiệu trong một cái video riêng rồi. Còn hôm nay thì mình test thử thôi. Cái này là không có bô cho nên là nó hơi kêu to một chút. Nhưng mà phụ kiện là đầy đủ để cho nó chạy. Trong này là đã được đấu lối sẵn hết rồi. Và tất cả các bạn mua về thì đều được hướng dẫn đấu lối cho đến khi lổ máy và được test máy trước khi mua. Và giá của cái sản phẩm này thì hôm trước cũng đã đăng là không bao gồm cái bô và bình xăng. Còn lại là đầy đủ tay ga, tay đề rồi. Cái máy này thì nó chưa được đổ nhớt cho nên mình chỉ lổ trong khoảng thời gian ngắn vậy thôi, không lổ lâu dài được. Đây là video test trước gửi cho khách hàng. Cái bộ động cơ này thì nó có 3 tiến và 1 lùi, rất là thích hợp để làm xe 3 bánh cho người khuyết tật, người già, chạy trục sau là trục cầu xích hoặc là trục xích, sẽ không cần phải trục cầu xích thì sẽ không cần phải số lùi mà nó có tích hợp trong máy rồi, nó rất là tiện. Đây là phần tay ga và công tắc đề, dơ le đề đầy đủ. Các bạn mua máy này về thì cần mua thêm một cái bình xăng, một cái bộ bô và một cái acquy nữa là đầy đủ. Còn chọn bộ điện đóm như này là đã đầy đủ hết rồi, lạp rồi IC, dơ le, mobin có hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video mới và nhấn vào cái biểu tượng chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất bên shop. Cái máy này thì có trọng lượng là khoảng 12 đến 13 kg, rất là nhẹ nhàng thôi. Thank you.